Anh. Bữa, biết biết bữa nay ăn cơm gì không anh? Dạ ăn cơm với gà. Sao không biết hay vậy? Hả? Anh có nấu không? Anh có trực tiếp tìm bếp nấu không? Sao biết? Dạ bữa nay em khỏe nên phụ ổn chia này chia nữa. Vậy hả? Dạ. Rồi, hay quá vậy. Em nuôi heo nữa. Mà chuyện gì em cũng làm anh ơi. Vậy hả? Ai kia là mấy, ai kia là mấy. Anh là ở đâu? Quê ở đâu? Dạ quê giờ nhà cửa không có mà ở bên Nhân Thạnh á. Nhân Thạnh á, Phú Nhân Thạnh á. Nhân Thạnh hả? Không có nhà cửa hả? Rồi. Rồi nhỏ lớn là ở đâu? Ở đó tan nát rồi. À, anh là tên gì? Úc. Anh Úc hả? Rồi ba mẹ, rồi anh chị ở đâu? Ba chết nhỏ, thì ba chết rồi mình nhỏ. Gì hả? Rồi còn anh sống một mình vậy hả? Dạ, anh em bệnh đơn này. Trời, anh Út với lẹ. Đừng thang, quên lọ mẹ chết. Đừng thang, đừng sống. Đừng thang, đừng đừng thang, đừng khóc biệt ly mẹ ơi. Đừng thang, đừng khóc biệt ly từ bi. Con đi xuất gia vẫn khổ vẫn vui. Một ngôi tình xa một mái hàng trên. Vẫn lòng muối vừa tu hành. Đành tâm quyền cánh dòng ơn từ bi. Ơn trên chứng gây con vào lớp thầy. Dạ, kính thưa quý diễn giả, Trường đang có mặt tại Trung tâm Bảo trợ Người Tâm Thần, tỉnh Bến Tre. Hôm nay nhóm của Trường sẽ cho cơm ở trung tâm này ha cả nhà. À, thức ăn hôm nay của các cô chú là gà kho sả nha cả nhà. Gà kho sả, canh rau và một món xào nha. À. Canh rau ha. Đây là một phần cơm của các cô chú ha. Cái khuôn viên của Trung tâm Bảo trợ Người Tâm Thần tỉnh Bến Tre rất là mát, rất là thoáng đãng nha cả nhà. Ở giữa sân có một cái cây gì xung quanh là ghế đá ha. Thì sau khi ăn uống vô phòng nghỉ ngơi mà các cô chú muốn muốn ngồi nghỉ mệt nghỉ mát á thì ra có các cái băng đá ở ngoài ha. Ở đầu xa xa kia thì có nguyên có chú đang chào kìa. À, có nguyên dãy cái đá ở sáp trên tường đó. Đó. À, người ta xếp vòng các cái ngôi các cái tòa nhà. Rồi nói chung là ở đây cái khuôn viên rất là mát. Qua từng cho cơm ở đây cũng nhiều rồi đó, thì thấy cái trung tâm này rất là ok luôn. Có không gian rồi chỗ đậu xe, nói chung là rất là thoải mái luôn á cả nhà. Để mình hỏi bữa nay không có gặp người quen gì hết trơn, ở đâu hết trơn rồi. Đói bụng chưa anh? Đói rồi hả? Dạ. Em ở bên Mỹ Tho qua. Biết bữa nay ăn cơm gì không anh? Dạ ăn cơm với gà. Sao không biết hay vậy? Biết chứ. Hả? Anh có nấu không? Anh có trực tiếp tìm bếp nấu không? Sao biết? Dạ bữa nay em khỏe nên phụ ổn chia này chia nữa. Vậy hả? Dạ. Rồi hay quá vậy. Em nuôi heo nữa. Mà chuyện gì em cũng làm anh ơi. Vậy hả? Ai kia là mấy, ai kia là mấy. Anh là ở đâu? Quê ở đâu? Dạ quê giờ nhà cửa không có mà ở bên Nhân Thạnh á. Nhân Thạnh á, Phú Nhân Thạnh á. Nhân Thạnh hả? Dạ. Không có nhà cửa hả? Nhà cửa gì. Rồi. Rồi nhỏ lớn là ở đâu? Ở đó rồi, tan nát đó rồi. À, anh là tên gì? Bùi Úc. Anh Úc hả? Rồi ba mẹ, rồi anh chị ở đâu? Ba chết nhỏ, thì ba chết rồi mình nhỏ. Gì hả? Rồi còn anh sống mình vậy hả? Dạ, hai anh em bệnh đơn này. Trời, anh Úc với lại anh nào đây nữa? Còn anh đóng. Có ấy không, có đi ra ngoài giống anh không hay là nhốt ở trong? Nhốt trong. Gì hả? Vậy là anh bị nặng hơn hả? Anh bị nặng hơn. À, nay thấy anh Út bình thường rồi nè, thấy khỏe rồi. Vậy là anh ở suốt trong này hả? Em hả? À. Em ở 14 năm rồi. Mấy năm? 14 năm. 14 năm? Rồi ví dụ như giờ mà ra ngoài thì có nhà cửa gì để về không? Dạ không. Không có bà con thân thích gì luôn? Còn chị có chồng thành phố mà ở nhà thọ đó đó. À chị hả? Cũng có chị hả? Vậy là nhà có ba chị em? Ba anh em. Anh lý hai với lý hai bệnh nằm anh hai nằm trong phòng rồi tới cái chị em Út. À tới Út ha. Thì nó có lì xì tết
Nay chưa Tết, bữa nào Tết sẽ có. Tết sẽ có. Bữa này cho cơm thôi. Cơm chỉ thông quan vậy thôi, anh đi thông quan vậy thôi. À vậy hả? Tới giờ anh rồi hả? Chỉ thông quan vậy thôi anh. Hả? Bữa này cho cơm. Rồi gần Tết sẽ có lì xì. Nghe. Thông quan vậy thôi không? À. Rồi xe tới rồi. À, đây là xe của bên chị Dung ha, chị Dung ở Phú Mỹ. Thì cái suất cơm bữa nay là do Mạnh Thường Quân ở bên chị Dung tài trợ cả nhà. Tội nghiệp anh Úc quá ha, anh hồi nãy Trường trò chuyện nó là anh Úc cả nhà. Thì anh Úc theo như anh tâm sự á, hôm nay nay không lái hả? À, em không chạy. Vậy hả? Giờ nhà ai cũng biết lấy xe luôn rồi Tài. À đây mẹ con chị Dung với diễn giả. Em trai đó là con trai lớn của chị. Dạ. Ủa quen ta? Quen ha. Xuống hôm. Dạ. Mới qua liền ha. Dạ. Mới qua cái chét luôn á, mới nói chuyện được với ông trong kia chút xíu. Trường đi mua thuốc mà chị hai nói nha, chị đầu tới hai cây. À. Ở trong kia có một phòng trong kia đang ngồi ăn. Thì chắc. Ôi, câu câu quá chừng. À. Ủa? Ở đây ta nấu hết rồi, xong xuôi hết rồi. Dạ, à, giờ tới giờ ăn luôn rồi đó. Rồi, nước ngọt nữa. À ơi. Thôi nước ngọt tha hồ uống luôn ha. Sốt này nhiều lắm chứ Trường. Dạ. Sốt này nhiều lắm. Này là nhiều lắm, sốt nhiều. Này. Này của bà con trên kia cho hả? À. Rồi chị Dung lại tiếp tục cho khóm quý vị khán giả. Rồi hết rồi chú, cảm ơn chú. Thôi khóm quá nhiều. Rồi thôi. Thôi. Để nấu đi, con lấy trái thôi, lấy gì nhiều chứ hả? Đi bữa nay nhiều mà. Nhiều mà. Ngon hè, khóm ngon luôn á. Quá đã. Khóm thì mướp bầu rồi nước ngọt. Bỏ trong dạ. Vậy chắc ăn xong rồi phát thuốc hả sao ta? Nó lên phát thuốc trước hả? Giờ phát luôn hả? Rồi vậy thôi, cứ phát thuốc trước cũng được nữa. Ta ăn người ta hút. Trời ơi, sao ngỡ quản được cả trời. Khó tay đi ra. Nó chắc dữ vậy hả? Đi coi. À, nè. Do quay á. Hộp nhiêu? Bọc mấy cái này? 4 200 người. 215 người á.
Nãy có mua hờ dư cho mấy người nhà biết mấy chục cái. Dựng dựng vô. Mày về giấu đi. Chị Dung để cô làm á, mình cầm thuốc vô trong phòng, trong kia cũng có mấy người đang ăn á, cầm thuốc vô trong phòng mình cho mấy chú trong đó đi. Bây giờ được nhiêu mình hốt phải mớ mình đi nữa ha. Dạ. Như 10 giờ 15, 10 giờ 20 gì đó là ăn á. Này là đồ tặng nhà bếp ha. Này là của ai cho á chị Dung? Trước mặt Trường là chị Dung ha, quý diễn giả cũng đồng hành với Trường hồi nào giờ rồi? Cái chị Liên cầm sạch là một cho một bịch mướp với một bịch khóm. Dạ. Rồi vợ anh Tý, chị Bích cho mướp, bịch mướp. Vợ anh Chè hai bịch khóm. Chị Chính Hưng Thạnh cho 100 ký khóm. Dạ. Rồi cái tiền bên đây là mình nói luôn không? Dạ. Cái tiền phần cơm á, tiền bữa hổm lúc năm trước á là còn tiền quỹ lại được 400 ngàn. Yeah. Rồi đợt sau này là chị Thủy văn phòng 500 ngàn, chị Diệp 300 ngàn, chị Hai 200 ngàn, chị Bích Anh 2 triệu, chị của chị Bích Anh 500 ngàn, Phi với bạn của Phi 1 triệu. Rồi tổng cộng là 4 triệu 9. Yeah. Mà hôm lúc dịch mua rau củ quả cho mấy người cách ly là hết 1 triệu 1. Yeah. Còn 3 triệu 8. 3 triệu 8 bữa nay mấy chị này, chị Lê may đồ là 200 ngàn, chị Mai 200, chị Hai Viên 300. Mà mua rau câu là 1 triệu 170 ngàn. Tiền thuốc hút với tiền nước ngọt là 720 ngàn. Tiền 20 ký bầu là 200 ngàn. Tiền cơm nữa là 3 triệu, tổng cộng là 5 triệu 590 ngàn. Yeah. Mà cái tiền quỹ này còn được 4 triệu rưỡi. Yeah. Là còn này còn thiếu lại 590 ngàn. Yeah. Rồi cái này giờ của Dung phụ vô, phụ vô nhà bếp luôn, tính luôn, khỏi có đắp tiền gì vô nữa. Thôi để bên kênh đắp vô đi. Thôi đi rồi, để đợt sau đi. Để đợt sau đi chú Trường. Yeah. Thôi vậy rất là cảm ơn chị Dung cùng các anh chị Mạnh Thường Quân bên chỗ chị Dung ha. Giờ em cũng thay mặt mấy anh mấy chị gửi đồ mấy trong bệnh viện nè. Em cảm ơn mấy anh mấy chị mà gửi rau củ với tiền rồi cho em đi từ thiện cho mấy anh bên đây dùng bữa. Dạ. Rồi cảm ơn chị Dung, cảm ơn các anh chị đã đồng hành với chị Dung để giúp bếp ăn của Trung tâm Bảo trợ Tâm thần tỉnh Bến Tre ha. Dạ, đưa tiền cho anh. À, tiền nước đá này. Tiền nước đá 40 ngàn. 40 ngàn nữa. Là bây giờ anh đưa tiền cơm đưa cho cái chú Trường. Tiền cơm chắc chị này ha. Chị thôi. Hai họ. Nhân viên họ lý. Nhân viên nhà bếp. Dạ. Tiền cơm là 3 triệu. Tiền nước đá nữa. Dạ. Rồi đủ chị ha. Rồi cất cái này giùm em đi chị. Mấy cái là vậy? Ủa cái bịch có để nào? Có ngồi mày. Cuốn hết rồi đó. Để là nguyên bịch nguyên không? Bịch có tới nhiêu không biết. Sao chị vậy còn bịch này? Cái này từ đổ đi rồi mình phân tiếp lấy còn cái để cho mấy chị đi lăn.
vô cái này đi, chừa lên bịch. Các cô chú trong này á, ghiền thuốc cực kỳ luôn á cả nhà. Ghiền thuốc cực kỳ luôn. Cho biết anh từ thiện thì lấy giấy vốn không? Vốn. Dạ. Con câu đem mở đi chứ để càng ngày càng nặng nói à. Đây. Đây. Đi chị. Còn nước cọp, nước cọp là đá. Một bọc chị là 4 cái hả? Con đi về cho ông biết. Có chú, có chú đang mặc cái đồng phục, đang mặc cái đồng phục khám phá miền Tây hồi hồi năm trước luôn, quý vị giả. Để cho quay cái logo này nè, đây này quý vị giả. Lên hình được chú. Dạ, lên hình cái áo này là hồi tụi con tặng đâu hồi có ấy. Tặng đâu hồi cho lâu. Rồi, cho hồi lâu lắm rồi. Cả năm rồi. Dạ. Khỏe ha. Dạ, dạ. Mà có thời dạ, gian dạ, chú cũng mặc chú. Đây. Đây anh anh nha, xin lỗi anh tên gì ta? Dạ em tên Hiệp. Anh Hiệp à, hồi trước chị Phụng còn đi á. Dạ. Là nhắc anh hoài đó. Dạ dạ. Rồi anh. Khỏe. Dạ. Rồi đi à. Đây cái nhà anh khá là rộng, khá là sạch sẽ cả nhà. Mình quay trong đó thì nghe cái tiếng nghe nó không có được, cái tiếng nghe không có được rõ lắm tại vì cái nghe nó chát. Hả? Ừ, xuống nữa. Mà vừa khỏe nha mấy chú. Dạ, khỏe không? Em khỏe không? Hổng giờ khỏe không? Khỏe. Hổng giờ người nhà có vô thăm không? Chưa vô nữa hả? Dạ chưa. Rồi hổng giờ có về nhà lần nào không? Dạ rồi. Đó tới giờ hả? Vô tới giờ chưa? Hồi vô lại tới giờ là chưa về thăm lại ha. Chú làm ăn sao chú? Hả? Chú làm ăn sao rồi? Làm sao? Chú làm ăn sao rồi? Làm ăn cũng được à. Rồi ăn cơm đi, ăn cơm đi. À, tới cái màn mấy anh mấy chú khoái nhất á, làm thuốc á. Khoái thuốc dữ lắm cả nhà, khoái thuốc dữ lắm. Ví dụ mình cho cơm á, ngoài cho cơm ra mình cho mấy cô chú thêm nước ngọt nè, rồi thuốc lá nè, rồi rau câu chẳng hạn là mấy cô chú thích lắm. Cơm thì ngày nào cũng ăn thì không nói rồi, còn mấy cái thứ khác á, mấy cô chú khoái lắm. Ở sau còn đó nha chị, ở sau á, cái dãy vòng vòng sau còn đó. Ăn cơm xong nha. Ăn cơm xong hả? Kiếm gì chị? Kiếm gì? Xin điếu thuốc hả? Chị hút luôn hả? Cho. Hút rào.
Hút luôn hả? Rồi. Sinh nhật ba. À, sinh nhật ba hả? Rồi, dữ dằn. Rồi, cơm á. Chị ngồi đây chưa có chuyện mới lạ. Nãy ngồi đây chưa có ha. Xin cho nữa hả? À? Xin cho hay xin hút? Xin đừng hút nha. Cho gói hả? Xin gói luôn hả? Cái này có thuốc chưa anh? Có động nha. Rồi, lạnh vô lưng quần. À, có thuốc cái là lạnh vô lưng quần liền. Chú. Hả? Cái này để gì cho chị đi? Cho hết rồi. Để còn đằng sau nữa nha. Đằng sau nữa. Còn chưa mấy cô chú ở trong nhà nữa nha Duy. Dạ dạ. Còn giải ăn ở đâu cũng còn đồ nữa. Dạ đằng sau đó. Nhưng mà cũng chạy sau đó là mình chưa có ra đó. Cười. Hai tiểu bên đây, hai tiểu bên kia, nửa che đâu. Có một tô. Để tắt vụ tiểu này, tắt vụ chú. Dạ. Xanh đỏ. Xanh nữa hả? Để đại đi. Để thuốc không? Dạ. Ông không cho tiền nè. Ông lấy gì cũng kẹp. Mà biết coi ông lấy cái gì không? Ông lấy thằng em á. Dạ, ở nhớ trường luôn. Dạ, chị Phụng nay không có đi. Dạ, hôm giờ có làm thảm không anh? À, có trường. Dạ. Bán ngày đây á trường. À, bữa giờ trong này trường cứ lộn qua lộn lại chỗ... À, đây là anh Trung, còn anh Hiệp hồi nãy ông Diễm giả từng cái lộn qua lộn lại hoài. Anh Trung là phụ trách bên cái chỗ dịp thảm. Trường, dạ. Sáng nay vừa thấy tròn đĩa mà khác rồi lúc trước quá. Khác hả? À, nay tròn quá hả? Hồi đó nhìn ốm hơn đó không? Đúng rồi, má ốm. Dạ. Anh Trung, anh Trung là có lâu rồi có về nhà không? Không có về. Không về hả? Nhà anh Trung là... Nói chung cũng đơn chiếc, không ai nước. À vậy hả? Dạ. Rồi thôi anh Trung làm ha. Để giờ mình ra đằng sau dãy xíu ha cả nhà. Cái chú à. Vậy này đúng rồi. Vậy trong này bệnh nặng á. Má khỏe không má? Ok má. Đây trong này là bệnh nặng hơn đó quý vị khán giả ha. Trong này là các cô chú các anh chị bệnh nặng ha.
Em với hai thằng đi cũng được ở đẳng ấy chị. Em với hai thằng đi cũng được là phải chị. Má tí chưa có ai, chưa có ai, chưa có ai, có chưa, có ai chưa, có chưa, tới đây đi rồi lên rồi, có từ từ tới liền tới liền có ai chưa đang đưa tay giùm. Nghe chú bưng đây cây anh ấy. Trời, nhiên nhiên rộng lên. Hả? Bỏ lỏng đi, bỏ lỏng đi. Anh nào có rồi, cho anh cắt nha. Có rồi, rồi. Ai, ai chưa nó lấy chùm rồi. Rồi. Rồi hết nè. Rồi có chưa ta? Đủ chưa trỏng, mình còn ai chưa có bánh. Ôi, mặc áo cờ Việt Nam luôn. Còn ai chưa có bánh không? Có bánh chưa? Dạ, xuống còn một quá trời. Chưa có ông nội ơi, chưa có nữa. Chú nữa hả chú? Nè, vậy chừng đẹp không? Chú lấy cái hộp nè. Trời ơi, bển kim dơ dơ từ từ. Còn nhiều không Duy? Còn nhiều không thì ấy lại nha. Còn ba gói hả? Sợ thiếu rồi. Không biết có thiếu không? Tại vì nhiều người á, xin nhiều người lấy hai lần á, hai ba lần á, mình không biết. Dạ, tội nghiệp thôi. Kệ. Dạ. Dạ. Có đâu rồi, bà ăn hết đâu rồi. Có thằng bệnh thì chưa có, có một đứa một à. Rồi thằng đứa nhố á, thằng nhố nó đi chơi tay á. Còn nó à. Có thêm vịt nữa. Xin cho ai hả? Để dành anh. À, để dành anh hả? Trời ơi. Rồi, xin thêm vịt để dành anh. Thật quá. Giật trên tay luôn ha. Vì nhiều fan hâm mộ quá. Giờ có cho đỡ điếu hết thuốc rồi. Thôi được rồi. Cho đỡ người điếu. Tại nhiều người xin hai ba lần. Có ơn nghĩa gì trời, cảm ơn quá trời. Đắng có chưa? Cảm ơn má trời. Ở đây cho rồi hết trơn này nữa đã. Bỏ nó về đây á. Dạ. Bỏ nó về đây thì mình ơi buồn lắm. Bỏ nó về đây không? Để mình chia thôi mình bắt hả? Để ra trong kia. Để ai chưa có hả? Ai chưa có hả? Được. Hình như còn một dãy. Đây là cái khu sâu, khu bệnh nặng không á, cái diễn giả. Ba lần nữa cho má, cho má nghe nè. Nè, nhìn anh này biết anh nào không? Ai biết ai không? Trời ơi, ba lỗi nhỏ. Chú gì nè. Chú gì ở tên Tiền Giang này với lòng. Ai vậy? Tên này. Tên gì lâu quá, lâu quá quên nữa nhớ. Tay đẹp nè, nay dẫn tay đẹp xuống cho chị nhãn nè. Anh chui trèo, có ai xèo em lại. Mà nuốt tay nhờ, nhảy. Nhảy vậy. Anh xin ơi. Đúng rồi. Nhưng mà nhảy. Ủa chị nhãn ơi, nhãn. Nhãn kìa. Ủa sao mấy bữa không có ra ngoài kia ngồi ăn? Mấy bữa em cho cơm ngoài đó không thấy chị? Bệnh nên tụi em nhớ ra. Bệnh quá thì... Dạ, bị quậy á, quậy quá nhắm đi nồng ngoài. Vậy thôi đừng có quậy lần sau ra ngoài gặp nha. Dạ. À. Con thổ thổ đứng vô lần nhặn em mì chắc. Nhãn. Ở ông Vinh với ai cũng vậy. Chụp hình cháu em ở thành phố Anh, ở đâu từ thiện vậy? Dạ ở Tiền Giang. Dạ em ở thành phố Hồ Chí Minh. À. Công ty Duy Khanh, chồng em là giám đốc công ty Duy Khanh đó anh. Tháng nào cũng phát lương công nhân 8 tỷ, 10 tỷ hết mà 20 năm rồi.
để em nói anh đây cháu em là Đỗ Văn Trang, con nghe lời cô Nguyệt. Cô Nguyệt bị ra đại, bị nhốt bữa nay ra đại rồi. Rồi con nhắn với cô Cúc đi lại nhà cậu Trung kêu chị Thi, anh Hải về vô đây thăm tôi gì Nguyệt. Cô là tên gì? Cô Hồ Thị Minh Nguyệt. À, cô Nguyệt ha. Cô Nguyệt. À, nhắn. Cái này em mới vô đây 5 năm rồi đó anh. Dạ. Cô Nguyệt, kỳ này anh Hải với chị Thắm rồi nói như nước cô Nguyệt về. Dạ. Rồi con đi, con nhắn với cô Cúc số điện thoại của ông Trang là 0909023. Dạ, dạ. 331. Rồi được rồi, lộ số điện thoại người ta gọi tùm lum. để nhắn cho nha. Để nhắn cho. Dạ. Anh, dạ. 310 đường Lý Bắn đến phường Hòa Thạnh kêu thằng Nho xuống đây rước gì Nguyệt về. Rồi, dạ. Rồi, con Nguyệt nghỉ đi nha. Ê, bữa nào có bữa nào. Anh tên gì? Anh tên gì? Tên Trường, con tên Trường nha. Dạ, nghỉ đi ha. Nhớ điện thoại cho con Trang, dạ. Nó nhắn dùm nha. Rồi, đây hết rồi hả? Còn nè. À. Anh ngon không? Nay ăn ngon không bé? Ngon hả? Chú Trường phải không? Chú Trường. Rồi, nhớ chú Trường. Chú ơi, nói mấy cô kia vợ con qua phòng chính giữa đó, phòng con ở trong kia. Mà giờ không phải phòng này, chú kêu con ở phòng này. Bao lâu rồi không về? Bao lâu rồi chị không về nhà? Dạ con... 14 năm rồi. 14 năm rồi. Không về được tháng mấy. Ở xã nào? Ở Thanh Thịnh Tân, Tích Phúc. À. Tích Phúc khác người ta bỏ cây bắc. Bỏ cây bắc ha. À. Bé Bình nhà bé Bình Đại. Dạ, Tân Định. Tân Định hả? Chú quê chú Thường ở đâu? Dạ, em ở bên Tiền Giang. Dạ. Còn có chú gì? Chú Dũng nữa không? Dũng hả? Dũng ở Cai Lậy Tiền Giang luôn. Chú Dũng. Dạ. Chú Dũng nha. Đây là hai thăm chú Dũng ha. Chú Thận nữa. Chú Thận nữa hả? Dạ. À rồi. Vì chú Dũng ở quê phải không? Dạ, ở Quảng Trị. Cũng lâu lâu mới gặp à. Lâu mới gặp chú Trường chứ thiệt. À chú Trường á hả? Chú Trường có đợt nào vô mà không có gặp em á. Bữa đó em không có ra. Hả? Ừ. Kìa đám giỗ gì sao gì. Vậy hả? Nay thấy tỉnh thì nay đỡ rồi ha. Chú Trường chú làm việc đại tiền hình phải không? Đúng rồi. Đài nào á? Dạ. Đài nào? Báo chứ không phải đài. Ừ. Của Hà Nội phải không? À... Nghe nói chú làm ở Hà Nội đó không? À dạ đúng rồi. Chú biết ông Đỗ Xin Trân không? Ai? Ông Đỗ Xin Trân. Không, không biết. Ông đó làm sao? Quen làm sao? Ông đó là ổng tên đài tiền hình đó. À vậy hả? Trên đài không biết. Không biết ông đó. Rồi thôi vậy thôi, nghỉ ngơi đi nha, uống thuốc cho đều nha. Dạ. Có gặp ông đó gửi lời. Gửi lời hỏi thăm ha. Là cái ông trên truyền hình á. Ông đài tiền hình Nguyên Trung Mậu á. Rồi rồi. Ông đó là bác của con. À vậy à. Dạ. Bác Sơn. Sơn. Con đọc nha mẹ. Bye bye nha. Ráng uống thuốc đi nha. Ráng thuốc thì để đợt nào qua cho cơm hay gì đó cũng gặp ngoài kia nha. Đừng để ra sau này nha. Ừ. 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 Bye bye. Cảm ơn. Ừ. Về mẹ. Dạ. Cái khu sau này là đây là Bình Đẳng. Đây Bình Đẳng hết tên. Trời ơi bà Nhãn ra sau này là nghe tiếng bà Nhãn không à. Ủa thay đồ rồi hả? Hả? Giống như là bác sĩ vậy. Bác sĩ hả? Anh nói chuyện hay lắm. Là gì hả? Anh Trường, trời ơi trời. Giờ mới nhớ. Trời ơi, nãy giờ mới nghiệm ra hả? Anh Trường, anh Trường nhận ở trên Tiền Giang chứ đâu. Ờ, đúng rồi. Chị Phượng đâu? Chị Phượng... Chị Phượng là đâu? Mấy chị đó bận hết rồi. Ôi trời đất ơi. Nhớ gần chết. Trời ơi. Dạ, anh sang cái ông ngồi ngay. Ông kêu ông hết ở chỗ. Mãn tên. Nè, đi ra đây cha đi. Đừng than, đừng khóc, đừng huyền biệt lên mẹ ơi á. Dạ hả, trời ơi. Có fan kìa. Đây hai anh em mà gái giống nhau mà cười qua gia đình học á.
chụp hình đó. Hai đôi giày giống nhau hả? À, hai anh em đó. Hai hai anh em. Hai anh đây là con của chị Dung, chị Dung mặc áo đỏ nãy đi. Đừng than đừng khóc biệt ly mẹ ơi. Đừng than đừng khóc biệt ly từ bi. Khao quá hả? Đừng than quên lọ mẹ chết lọ mẹ đừng than đừng khóc đừng khóc biệt ly mẹ ơi đừng than đừng khóc biệt ly từ bi con đi xuất gia vẫn khô vẫn vui một ngôi tình xá một mái an trên vẫn lòng muối vừa tu hành đành tâm quyền cánh dòng ơn từ bi ơn trên chứng khi con vào lớp thầy thay con tìm ánh vàng mình một dần chẳng gian lòng đành nghĩa mẹ con chính nguyện vuông tròn một phần trời ơi bà Nhãn ơi bà hát mà mặt đỏ chín luôn á bà Nhãn. mà sao cái giọng mà sao nay cái giọng khàn dữ chị Nhãn đau họng hả trời đất ơi hôm nay phòng của tụi em đứa nào cũng bị cảm chứ gì hả cảm nguyên cả phòng vậy hả dạ. Em đứa là lây đứa kia em là tên gì em tên Kiều Kiều hả Kiều ở đâu ở huyện nào em ở mấy hình em thành phố Bến Tre ở thành phố Bến Tre à. À, người nhà có hay vô thăm không dạ có còn ai nhà còn ai dạ. Nhà có ai thương ba mẹ với em à vậy hả Ừ. Ráng uống thuốc đều nha. Dạ. Về anh nó khỏe thôi mình. À, bữa nào. Thôi. Cân ảnh lắm. Cân. Để dành cho cân đi. Ê, còn tay đẹp không? Nay dẫn vô đẹp. Tay đẹp không nghe thấy không? Tay đẹp. Hot boy không à? Bắt tay cả rồi. Để lôi vô chứ gì? Bắt tay để lôi vô hay gì? Biết ngay lắm mà anh. Hả? Cái anh đắc ghệ lắm hả? Không có đắc ghệ mà đắc đào không à? Đắc đào. Đắc ghệ. Thôi em về nha. Anh tên gì anh? Hả? Anh tên gì? Trường. Dạ. 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 Mời tôi đọc đắc cho là tôi hiện đó nha. Dạ. Dạ. Đắc. Dạ. Em về nha. Đắc ghệ. À. À. Rồi thôi chắc Trường xin kết thúc video này ở đây ha cả nhà. Buổi cho cơm hôm nay rất là vui, rất là ý nghĩa ha. Ngoài cái suất cơm 3 triệu đồng ra thì các cô chú mạnh thường quân, bạn bè của chị Dung ở Phú Mỹ, Tân Phước đã gửi bếp ăn các cái bịch khóm rồi mớp bầu bí ha. Ngoài ra thì cái bữa ăn hôm nay còn có thuốc lá với lại rau câu nước ngọt mấy thùng nước ngọt nữa thì các cô chú thích là thích cái những cái đó đó quý vị khán giả thì Trường hy vọng là các cô chú anh chị có làm từ thiện cho các bệnh nhân tâm thần á thì ghé qua chỗ trung tâm bảo trợ tâm thần tỉnh Bến Tre. Ở đây có hai chỗ nha, một chỗ là bệnh viện tâm thần, một chỗ là trung tâm bảo trợ người tâm thần. Thì cái trung tâm bảo trợ người tâm thần này ở đây á, là có 215 bệnh nhân đang điều trị ở đây, chủ yếu là các bệnh nhân mà không có nhân thân hoặc là hộ nghèo, hộ chính sách. Đó, thì được đưa vô đây để nuôi dưỡng ha, để trị bệnh, để nuôi dưỡng. Thì do cái địa thế cái trung tâm này nó nằm khuất nẻo á quý vị khán giả, nằm sâu ở trong trong gần trên xã Hữu Định á, nằm khá là khuất nẻo nên không có được nhiều người biết tới, do đó thì cái suất ăn cũng bị hạn chế rất là nhiều. Thì Trường hy vọng là những cái video này sẽ được nhiều người biết đến rồi sẽ chung tay với các cô chú anh chị ở trong này để cho các cái bệnh nhân trong này những cái bữa ăn ngon ha. Rồi thôi Trường xin kết thúc video này ở đây. Một lần nữa cảm ơn chị Dung cũng như là bạn bè của chị Dung. Rồi những các chị đồng hành với chị Dung, các con của chị Dung ha.
Rồi Trần xin kết thúc video. Xin tạm biệt quý vị khán giả.